Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, mình mới về được cặp loa đến từ Mỹ. Cặp loa có model là Bose 301 Music Monitor. Đây là một trong những dòng loa đời đầu của hãng Bose, được sản xuất vào năm 1976. Tình trạng loa là hàng đấu giá về, tất cả còn nguyên zin nguyên bản và còn tương đối rất đẹp. Dòng Bose 301 Music Monitor, đặc biệt là cái lưới e căng của nó là bằng mút nghe các bạn. Đây, bằng mút. Có một chữ bô ha, các bạn nhìn ra rất rõ ha, bằng mút chứ không phải bằng vải bố nghe các bạn. Và tất cả còn nguyên zin bản. Mình tháo cho các bạn xem, bên hông cũng là một lớp mút luôn. À, tất cả cũng còn nguyên zin rất đẹp ha. Không bị sờn rách, không bị mục, không bị rớt gì các bạn. Dòng này các bạn rất là đẹp các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái tinh chỉnh hướng loa trép nha bạn. Các bạn để tinh chỉnh các bạn ha, tinh chỉnh hướng trép. Với cấu tạo là hai quay hai loa, bao gồm một bát đường kính 20cm và một trép màn giấy đường kính 7.6cm và một lỗ thông hơi. Dòng Bose 301 Music Monitor sẽ có hai dòng ha. Cái bát của nó sẽ có hai dòng, một dòng có râu và một dòng không có râu. À, bên này cũng vậy, để mình tháo lưới bên này ra các bạn xem luôn. À, rất đặc biệt các bạn, e căng nó bằng mút rất hiếm nè các bạn. Ở trong có những cái đồ dán nên các bạn nhìn rất chắc chắn. Đây là tinh đa hướng, tinh hướng trép ha. Các bạn có thể chỉnh qua chỉnh lại tùy thuộc vào không gian của nhà bạn. Với cấu tạo một bát 20cm, màn giấy gân mút. Rất đẹp ha. Gân này mình đã thay tại Việt Hùng nghe các bạn. Tình trạng từ năm 1976 nâu đến nay thì gân có mục thì mình đã thay. Gân bát còn lại là nguyên zin nguyên bản. Tất cả hai loa đều vậy nghe các bạn. Và mình đã tháo những ốc ra cho các bạn xem luôn. Những dòng này rất hiếm trên thị trường các bạn, những dòng 301 Music Monitor rất hiếm. Ở đây các bạn nhìn cụ loa bass nè, sắc xi 7 màu rất đẹp các bạn. Côn ở trong tất cả còn nguyên zin nguyên bản nghe các bạn, rất đẹp. Các bạn nhìn cái chốt chặn của nó cũng chưa mở đâu ha. Rất đẹp các bạn, ở trên đây nó có số seri nè các bạn. Bạn thấy không? Đây phía dưới cụ loa của nó cũng có chữ Bose Corporation ha. Tháng 11, ngày 11 tháng tháng 9 năm thì nó hơi bị mờ, chắc năm 1976 thì này chắc năm 7 mấy đây các bạn ha. Ở đây là các bạn nhìn bông của nó nè, thời gian lâu ngày hai loa nó hơi ngã màu nhưng mà còn rất thơm nghe các bạn. Ở trong thì bộ phân tầng của nó rất đơn giản, có hai bóng đèn các bạn thấy không. Đó, và hai cây tụ và một cục cảm ha, tất cả còn nguyên zin bản. Cụ loa rất đẹp. Các bạn chờ mình để mình đặt máy điện thoại để mình quay cho các bạn xem luôn. Rồi mình đã đặt cái loa vào. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trong không gian từ 20-25m², các bạn có thể dùng để hát karaoke cũng rất tốt nghe các bạn. Được thiết kế là một trong những dòng đời đầu của hãng Bose, dòng Bose 301 được sản xuất vào năm 1976. Loa mình về là tất cả còn nguyên zin nguyên bản và hai số seri trùng nhau. Hôm nay mình quay trước cho các bạn luôn. Một loa thôi, loa kia là trùng seri nên các bạn an tâm ha. Ngoài chờ mình không ạ, rút dây ra cho mình. Đây các bạn, ở phía sau là hai loa đều mới như nhau ha, có chữ Bose 301 Music Monitor ha. Dòng này phát một ride thì con này phát hai ride, còn con này là phát một lép, trùng cặp và trùng số seri liền kề các bạn. Con này 023 và con này 024.
đó, cái tem của nó là hơi màu, hơi ánh hồng nghe các bạn. Và cọc loa zin của nó, dòng này made in Iceland ha, là sản xuất tại Ireland đó các bạn. Đó, rất đẹp các bạn. Cặp loa này cũng vậy, các bạn chờ mình để mình vặn ốc rồi mình lật mặt đáy sau cho các bạn xem luôn. Ốc của nó đây, bốn con ốc nó đây nghe các bạn. Mình không có một tay nên làm hơi chậm, các bạn thông cảm. Rồi, đặt lên trên. Rồi, rất đẹp các bạn. Chưa về xanh thôi. Rồi. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái dòng Boss 301 Music Monitor nghe các bạn. Lan về tất cả còn nguyên zin nguyên bản, thùng vách là còn nguyên zin và không bị cứng móp nghe các bạn. À, đây cái số series đằng sau đây các bạn ha, 24024 phát 1. Ở dưới là phát 2023 ha. Trùng cặp trùng số series, thùng vách vuông vức rất đẹp. Mình quay bên phía này cho các bạn xem luôn. Thùng vách bên phía này cũng rất đẹp nha các bạn. Đó, các bạn nhìn vuông vức ha. Dòng này với kích thước chiều ngang của loa là 43,3 cm, cao là 26,8 cm và hậu sau là 23,6 cm, và mỗi loa nặng 6,7 kg, có trợ kháng 8 ohm, công suất là 75W một loa, công suất ra loa chịu tải là lên đến 150W một loa. Độ nhạy 90 dB nên các bạn rất dễ ghép ly. Các bạn chỉ cần một con âm ly Jaguar California hay là những dòng âm ly Việt Nam, Hàn Quốc hoặc là những dòng Denon, Sansui, Marang gì đó đánh đều rất tốt nghe các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Các bạn chờ mình đang ghép với con âm ly Denon PM2000RE, cũng có một anh khách yêu cầu chưa kịp quay. Chiều mưa biên giới anh đi về đây. Kia rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoa, trăng còn quyết mấy hoa không tàn, cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh đêm đêm. Chiếc bão bên trời, vầng trăng xé đuôi, vẫn in hình bóng một người nhớ. Ai về đâu anh ơi, mưa rơi chiều nay lưng trời như sáng mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi.
Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn, cặp loa Bô có model là 301 Music Monitor ha. Dòng này rất là hiếm nghe các bạn. Đề căng mút rất đặc biệt luôn. Hai logo Bose mặt trước rất sáng. Các bạn rất đẹp, các bạn rất dễ trưng bày phối ghép. Các bạn mua về có thể nghe nhạc trong không gian gia đình từ 20 thậm chí 25 mét vuông rồi lại, hoặc các bạn dùng để hát ok trong không gian gia đình. Lực đánh rất tốt. Mình xin thông báo đến các bạn cặp loa 301 Music Monitor mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản, không giảm tút, không C3, tất cả còn nguyên sinh nguyên bản. Chỉ thay gân loa tại vì không nghe bạn, vì do gân loa mút lâu ngày một mình chỉ thay gân, còn lại là nguyên sinh rất đẹp. Loa bán ra mình vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng với giá rất tốt, chỉ là 5.200.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào code mình không bao ship. Giá này là rất tốt nghe các bạn. Ở đây là sẽ có cái tinh chỉnh đa hướng nè bạn, tinh chỉnh hướng loa trét, hai loa đều vậy ha, rất đẹp. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.